Cái người già cả đời niệm Phật mà khi cuối đời cái việc mà niệm Phật được nó không đơn giản. Nếu bây giờ quý vị mà không gầy dựng niệm Phật là đa phần cuối đời bị mê hết trơn. Đa phần mê hết. Nuôi bao nhiêu người hộ niệm bao nhiêu ca, toàn là đi tu trễ không, và chưa có thể tiếp nhận được cái tín nguyện của pháp môn tịnh độ, nên cuối đời cái thành tựu ít, không có tiếp nhận được cái tín nguyện của tịnh độ. Giống như bị sự bắt buộc phải niệm Phật chứ chưa phải hiểu được cái việc phát tâm niệm Phật. Đúng không? Có khi cũng nhớ con nhớ cháu, nhưng mà bây giờ về nhà không được thì phải bắt buộc niệm Phật. Thấy chưa? Giờ về nó cũng không có lo được nhiều người gì, thì cuối cùng phải niệm Phật. Nhưng niệm như vậy thôi chứ không biết phát tâm. Nên như Đức từng nói rằng chỉ có một cây cầu mà mình không biết cái cầu Cực Lạc, mà mình cầu tùm lum. Cầu tùm lum thì mình rớt những cái cầu khác. Nên chỉ có một cầu sanh Cực Lạc thôi. Đó là chỗ đặc biệt nhất. Đó. Trẻ trẻ gì rồi nè cũng phải lo mình siêng tu. Tại vô thường nó bất tử lắm. Vì cái cõi này là cái cõi mà nghiệp duyên. Nó đến bất tử với mình dữ lắm. Giờ cái cõi kiếp nạn nó ập xuống bất tử, mỗi người tự mà lo à. Nên những điều như Đức chia sẻ đây, dù có những người tu hành mình đến một ngày nào quý vị sẽ thấy. Ví dụ như mình ở riêng lẻ đó, khi bệnh đau quý vị hãy nhớ lời của nhà Đức nói, niệm Phật đi. Sống bình thường khỏe đó thì một mình muốn đi đâu đi thoải mái lắm. Nhưng khi bệnh đau đi rồi quý vị sẽ thấy, và con người ai cũng sẽ bệnh hết chứ. Trong cái cõi này Phật nói là sanh già bệnh và chết, ai mà không bệnh. Nên phải lo niệm Phật. Nên ở đây mà có anh Phước Tịnh Như Đức cũng quý. Nó ảnh đi đâu cũng đem pháp Như Đức anh chia sẻ. Dù có nhiều người cũng nói sao ông thầy này có trình độ gì đâu, còn anh là anh biết nhiều. Phước Tịnh biết nhiều hơn Như Đức, biết rất là nhiều. Rồi biết tiếng Hán, tiếng Trung gì, tiếng này tiếng kia, đi nước này nước nọ, đạo tràng hướng dẫn tu quá trời đông. Anh biết rất là nhiều, cái duyên ảnh với các Phật tử khắp nơi như vậy lắm. Đi đến đâu anh cũng đem những bài giảng Đức anh chia sẻ để cho người ta chuyên niệm Phật. Có nhiều người ta nói, ủa sao mà anh còn biết nhiều hơn ông thầy này mà tu trước ổng nữa chứ, làm nhiều pháp hội hơn ổng này kia đồ, sao mà đem pháp của ổng chia sẻ. Anh giải thích cho người ta nghe đó. Nên từ nơi đó mà anh em gặp nhau quý. Chứ nó đi vòng do tâm quốc để đâu đi, khi nhân duyên đủ duyên trở về chùa. Tuổi già, tại vì chùa mình như một gia đình quý vị, mình mà có duyên gì thì mình cứ mãi mãi vậy thôi. Nó cuộc đời như Đức cứ vậy mà sống, sống cuộc đời còn lại của mình nó có ý nghĩa quý vị ơi. Tại vì mình thấy con người là phải thương con người, con người là thương con người à. Nó nên những Đức nói mấy anh em quản chùa, như Đức nói cứ thương các cụ già đi. Những Đức nó không có cái phước nào lớn bằng thương người đâu. Mà thương người dạy người ta niệm Phật á. À, dù người ta chứ không giảng sanh nhưng mà phước lớn dữ lắm. Cái công đức mà làm trưởng đoàn dẫn người ta đi tu lớn dữ lắm. Chứ bị biết. Thì dẫn người ta đi tu cái công đức này lớn dữ lắm đó. Người mù mà người ta đến người ta không phát nguyện giảng sanh gì đâu. Nhưng mà người ta được gieo cái duyên tịnh độ. Đắc độ về sau. Giỡn đâu. Nên Đức Phật khi còn tại thế ngài nói rằng người cần độ thì ta độ rồi, còn người cần kết duyên ta kết duyên rồi. Đời của ta một đời làm như vậy, đến lúc mà ta phải đi thôi. Chứ thì sao. Nên mỗi một con người mình đến đây chỉ mấy chục năm ngắn ngủi thôi, lâu hay mau gì cũng khoảng thời gian thôi, rồi phải đi thôi. Nên cái bài kệ rất là hay là cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Sống sao cho thật ý nghĩa, mỗi một cương vị phải sống cho thật ý nghĩa,
ý nghĩa nhất là niệm Phật, để mình trở về thế giới cực lạc. Mình không có làm người cùng tử gông gũi nữa. Cái cõi này gông gũi nó bất an lắm, nó rất dễ sụp hầm sụp hố. Chỉ có đi về cực lạc mình mới có thể làm cả cùng tử được. Đi chỗ này chỗ kia thoải mái. Vì Đức Phật A Di Đà Ngài ban phát cho mình một chiếc áo giáp để tránh mưa, tránh nắng, tránh được những nạn tai, và cho mình được cái tâm nhẫn nại, mình mới đạt được cái chữ nhẫn đó, mà ở trong cái cõi này mà độ sanh được. Còn ở cái cõi này mình rất dễ thối tâm, rất nhiều cái cảnh duyên làm mình thối tâm bồ đề, nên phải miết về cực lạc á, thì Phật A Di Đà Ngài ban cho mình được cái chữ nhẫn, ban cho mình được chiếc áo giáp đi độ sanh mới làm được, chứ không giỡn đâu. Nhớ nghe, ở đâu cũng phải gầy dựng cái lòng tin niệm Phật, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên nhân duyên á, những đức cũng là người xuất gia tu, gặp người xuất gia mình thương chứ, thương lắm. Mỗi người diễn mỗi cảnh, nhưng mà có những cảnh trong cuộc đời này đừng nên diễn quá đáng quá, đừng có diễn quá đáng quá. Dù con người ai cũng có cái sai, nhưng đừng có nên mặc chiếc áo của Phật mà diễn quá đáng quá, nó cũng không nên đó quý vị. Nên hôm qua chương trình khiếm thị là một chương trình mà có những người diễn quá đáng á, nên từ nơi đó mà duyên sẽ bị mất đi. Hãy rút kinh nghiệm lại để về sau tự mà điều chỉnh lại đi. Khi phước duyên nó hết rồi, đời khổ lắm bạn ơi, không giỡn đâu. Nhân đức không phải nói hoàn toàn nhân đức tốt gì, nhưng mà thật sự tôi cái gì ra cái nấy, chỗ nào ra chỗ đó, đối với chúng sanh cũng cực lực nhiệt tình hết mình mới có được ngày hôm nay. Chứ bao nhiêu con người quý thương đâu phải là múa rìu có mắt thở được, cũng phải làm nhiệt tình chứ. Người ta về người ta thấy thuyết pháp khô hơ cạn tiếng, lên còn lại Quan Âm chứ người ta có bỏ người ta đâu. Mình không bỏ người ta thì ai bỏ mình. Mình ở cõi này có vui cỡ nào đi chăng nữa không tồn tại, phải công nhận chỗ này. Dù bây giờ chúng ta đang hạnh phúc bên chồng bên vợ, niệm ấm chăn im, nhà cao cửa rộng, có danh tiếng, nghĩa là cuộc sống vui còn hơn cõi chờ, không tồn tại. Phải nhớ ở lục đạo luân hồi này thì vui không có tồn tại, vì thọ mạng có dài như cõi chờ, vô sắc giới thiên đi chăng nữa cũng cuối cùng rớt xuống. Mà trong kinh Phật nói cái từng chờ vô sắc giới thiên lại là nằm trong bát nạn. Họ cứ cho rằng họ chứng quả, cho rằng chứng quả. Không chi mình ở cái cõi người này của mình thời gian nó ngắn quá, vui gì đâu mà tồn tại. Nhưng mà mình cũng phải có niềm vui mình mới tu tập được. Rồi nó có gia đình ở ngoài đời thì có gia đình thì mình sống có biết học Phật Pháp. Thật sự mà nói niềm vui của mình sống ở cõi này giống như vui mà vui tạm bợ. Nó rõ là niềm vui tạm bợ. Cái niềm vui nó rất tạm bợ. Nhờ mình biết niệm Phật nên mình nghĩ mình ở cõi này vui tạm bợ để mà mình nguyện đi về cực lạc Tây Phương. Chứ nếu như mà mình mà không có phương hướng đi về thế giới Tây Phương cực lạc thì mình ở cõi này vô nghĩa. Mấy chục năm vì ba buổi cơm mà tạo rất nhiều cái nghiệp chứ. Vì ba buổi cơm tạo bao nhiêu nghiệp chứ. Rồi có những người vợ chồng sống với nhau rồi bất chợt ra đi, chết đi. Chết đi khóc lóc quá trời. Vài bữa có chồng khác. Cái này
Có nhiều lắm, phải không có. Có một cái cô này, cô làm trưởng đoàn, cũng lớn tuổi, năm mấy tuổi. Khi chồng cô chết, cô khóc kinh khủng, khóc xỉu lên xỉu xuống. À, chưa qua 49 ngày nữa, mà bà lấy cái người này nhỏ tuổi hơn bà nhiều, lại đi tu chung. Hai người làm đám cưới. Xong rồi cái người này khi mà lấy bả xong là nó thay đổi cái đạo tràng tu hết. Bả nghe lời. Rồi đi đâu hộ niệm bả cũng ghen. Ghen tu bả nhìn ngó, tại vì lớn tuổi, chồng trẻ quá, ghen bả nhìn ngó ghê lắm. Mà trong khi hồi đó chồng chết là bả khóc lóc, bả than thở, bả xỉu lên xỉu xuống, thấy không? Mà thường cái vụ này là mau có chồng. À, tại vì mình học Phật mà đề về định luật nhân quả mình không có sâu. Về định luật nhân quả không có sâu. Chứ nếu mà định luật nhân quả mà sâu sắc rồi thì ông chết trước rồi tới tôi cũng chết. Tôi bình tĩnh, tôi niệm Phật cho ông. Người vậy thì họ ngao ngán cõi đời, họ không có bước thêm bước được. Nhưng mà khóc lóc kêu gào rồi dữ dằn, cái kiểu đó nó không tin sâu nhân quả, nó nhất thờ, nên nó bước thêm bước nữa dễ hơn. Nên cái người tu của mình á, vì nó vui quá, nó an lạc, rồi nó có những cái ngày tháng tự tại, mà có khi nó lại khởi tâm tầm bậy trong cõi đời. Nên những cô mà sồn sồn, cẩn thận. À, tại vì thường nó lam lũ cực khổ quá, nó không có khởi được những cái tâm đó. Nhưng mà nó vui, nó an lạc, nó mà nó không nhận thức được cái cõi đời này tạm bợ, là nó dễ sanh tâm. Nhất là gặp đối thủ đến mà chào hỏi, là nó đáp lại tình xưa liền. Cái này phải cẩn thận, nói giỡn đâu. Mà cô này là trưởng đoàn đó, dẫn người đi tu đó. Kiểu mà trưởng đoàn mà dẫn người đi tu mà nó trong đó nó có nam, đàn ông đồ đó là cẩn thận. Thà nữ không đi, mình nữ mình dẫn nữ không đi. Còn nam để nam nó đi riêng. Đừng có để cho nam mà nó làm việc chung với mình trong cái tổ chức dẫn đi tu. Cẩn thận nghe. Cái này là nhà Đức nhắc nhở quý vị đó. Quý vị làm được thì quý vị duy trì tỷ quý vị. Nhưng mà làm chung với nhau giữa đàn ông đàn bà nó gần gũi làm việc á, với mình thấy người đàn ông nó cũng tu hành, nó cùng cái tần số của mình quá. Mà nó cần nó cùng tần số thì nó ưa chia sẻ tâm sự. Mà nó chia sẻ viết rồi nó chia tùm lum. Tại vì mình có chồng có vợ rồi, giống như bên nào cũng có cửa, nó dễ dữ lắm, móc nói rất dễ. À, tại vì nó đã hiểu biết hết rồi. Giống như lâu lâu nấu cơm ăn cũng không có khó. Nên mà nấu một lần ăn là nó sẽ nấu hoài. Nấu ăn được một lần là nấu hoài rất là dễ. Cái này là quý vị phải cẩn thận, nếu không là cái việc dẫn đoàn đi tu mình nó bị bể xô. Người ta mắc tính tâm, như cô đó người ta mắc tính tâm. Nên như Đức giảng bài giảng này, như Đức khuyên là bây giờ mình lỡ vậy rồi, bây giờ cũng chia tay rồi, chia tay nữa rồi. Dính vô rồi làm đám cưới nho nhỏ sống chung, bây giờ chia tay rồi. Chia tay giờ mắc cỡ quá, mọi người ta đều tránh xa. Thì bây giờ mình quay đầu mình nghe pháp niệm Phật, mình tu lại chùa tu bình thường lại. Ai những Đức nói thì cũng nhắc người chứ mình không biết nói ai. Tự mình nghe được mình điều chỉnh mình sửa. Giờ mình quay đầu mình niệm Phật lại, mình nghe pháp lại, mình đi tu lại. Nó giống như nó lỡ cái nghiệp duyên đó, cộng tác nấu cơm thời gian. Bây giờ tiếp tục nó cũng để mình nấu cơm nữa. Thôi, mình nấu cơm để mình quyết định
cho nó dễ, lúc nào nấu lúc nào không nấu rồi thôi, lúc nào không nấu rồi ăn mì tiện, thấy không? Nên mấy cô mà xa chồng hoặc mấy chú xa vợ, cố gắng ở vậy đi, nuôi con mình đi, đừng có đem về chi, mệt lắm, rất là mệt. Có một cái cô đó, cái này là cái khác nữa nè, có một cái cô mà cũng đi tu đó, cuối cùng gặp một cái chú hợp hợp tính, nó đem về nhà đó, cuối cùng về ông vớt nhỏ con gái 17 tuổi, 7 tuổi của bà, 7 tuổi vớt nhỏ con gái 7 tuổi. Bà nhắn tin, bà hỏi bây giờ con phải làm sao. Cái bà nghe hoài mà còn hỏi làm sao, bà càng dứt sớm thì càng tốt. Đã nói giật dây dụi bà rồi mà nó còn giật luôn đứa bé 7 tuổi nữa. Bà còn để làm gì nữa, làm sao? Không lẽ bà muốn sống với người đàn ông vậy, nó sống với con bà luôn hả? Bà với con bà làm vợ nó hả? Vừa tội mà, dứt luôn đi, trở lại bình thường cũng như không có chuyện gì xảy ra đi rồi xong. Đừng có để thời gian ở trong nhà mình nữa, đem về nhà, thấy chưa? Nên á, mình nghe gì có khi mình thấy ủa sao mà kỳ vậy ta, nhưng có khi tới mình phải càng nghe để nhắc nhở mình. Tại nó nói khi mình buồn mình chống vắng, mà cái khi mà mình vui cõi đời mà mình không nhìn ra được cái sự tạm bợ, bản thân mình sẽ dính, tại vì mình không có cơ hội đó. Chứ nó mà có cơ hội nó tìm tới mình là mình cẩn thận á, phải càng mỗi ngày nghe pháp để nhìn con đường dài, mình tránh xa đi, đừng có đùa. Đừng có đùa với nó. Kiểu mình nghĩ rằng là mình tu mình chắc ăn không có sao đâu, mình đi uống cà phê chung đồ đó, trời ơi, rồi gặn dẫn về nhà ăn cơm đồ này kia là nó giật dây dụi mình lại bứt liền. Tại vì mình đâu có chịu nổi, mấy bà làm sao làm lỡ người ta, thấy không? Nó lặt màn là mấy bà nằm im gu. Này là nói thật á, không có giỡn đâu. À, từ nơi đó mình tốt nhất là mình tránh. Tránh vẫn là hay, mấy bà đừng có nói mình mạnh gì mất công á đi. Tránh đi. Nó vẫn là đặc biệt, cái này là như Đức nói quá rõ ràng. Mà nói đây xã hội người ta vẫn chấp nhận. Thầy không khuyên Phật tử. Cái việc là gãy gánh thì thôi lo tu đi, để nuôi con đàng hoàng. Dù cực khổ nuôi con vẫn cảm thấy rằng hãnh diện cuộc đời mình. Bước chi nữa cho nó mệt không? Nó cũng có vậy thôi mà. Tuồng hát này hát cả trăm năm, hát cứ hát hoài, hát mãi. Thấy không? Nó có gì đâu lạ. Không có gì lạ. Thấy không? Ban đầu thì hát còn cảm thấy hay hay. Hát viết rồi thấy nó vô duyên, vô dụng. Đúng không? Hát viết thấy kỳ cục. Nhưng mà vì chưa có dứt được cục nợ để cho nó hát hoài. Chứ ngoài ra nó dứt được rồi đi tìm một bài hát khác làm gì? Bài hát khác nó cũng hát lại nữa, nó cũng hát lại tuồng xưa mà người ta lại thấy mình không đặc biệt, hiểu không? Nên từ nơi đó mấy cô đây đi đến chùa tu nữ đông, trước nhất mình dặn mấy cô đi. Còn đàn ông thì người ta thường chủ động, mình ăn thua mình phụ nữ nè, mình đến với chị mình đi vẫn là tốt, hiểu không? Đó, thấy gặp bao nhiêu trường hợp, thấy chưa? Đi tu đi hộ niệm đồ đó, cẩn thận. Nhất là đi hộ niệm đêm hôm mà đàn ông đàn bà đi chút. Ban đầu thì đi người chiếc xe, đi viết bữa nay xe hết xăng, cái thấy có xe này trống thôi lên ngồi, thấy không? Ngồi viết ngồi thân quen viết rồi tống ba. Tống ba mình lại ngồi chứng giữa cả cả. Rồi lên nó chạy xe nó đạp thắng mấy cái giật giật. Nhất là đạp thắng mấy cái nguy hiểm lắm. Ban đầu thì cũng là dựa dựa lấy tay chống chống lưng, nhưng nó giật thắng mấy cái ập vô ôm luôn rồi nó biết rồi, đàn ông nó biết rồi, biết là người phụ nữ này có tình ý. Nó càng đạp thắng giật mấy cái là nó biết người phụ nữ này sao liền. Nên người đàn ông nó thường dò người phụ nữ, ví dụ đi ngang khiều mình cái giỡn thử, mình cười cười mình không có da vẻ gì hết, ta biết người phụ nữ này dễ. Còn ví dụ như khiều mình cái này
anh không có được giỡn gì nghe, tôi không có thích gì đâu, tránh chỗ khác đi, đừng có đùa giỡn chỗ này với tôi chửi có ngày đó, tránh xa liền, phải không? Nó nên nó dò, đàn ông nó ưa dò mình coi mình sao, hoặc là ngồi ăn uống ngang ngang lấy chân nó đạp chân mình thử, đạp chân mình thử, đạp chân mình mà mình cười cười im gu là rồi là dính rồi, chắc chắn luôn à, hiểu không? Là chiêu mà, chiêu trò, hiểu không? Nên từ nơi đó mà khó tìm được người đàn ông nào mà nó chung thủy mà đặc biệt lắm. Nên Nhân Đức thường nói với mấy cô chùa mình, mấy cô gặp Nhân Đức mấy cô mừng, tại Nhân Đức một là tỉ mỉ lo lắng rồi quan tâm, rồi sống với đại chúng nhiệt tình hết mình, khó tìm người đàn ông vậy lắm à. Nó thật là hết lòng hết dạ với chúng, với hàng Phật tử vậy, nhiệt tình hết mình mà nghĩ cuộc đời mình thôi đến cái cõi này cố gắng mình làm cái gì đó ý nghĩa trong cuộc đời. Nên các cô mà tu chùa, ở trong chùa mấy cô vui lắm, tại vì mình quan tâm mình lo lắng chung hết trơn à. Sống vậy là tu được rồi, chứ nói chứ bỏ bê thí đại cũng buồn. Ví dụ như vì chùa mà Nhân Đức không có nói chuyện gì, bỏ bê đại vị cũng đâu có gì tu lắm. Tuy là biết cái cõi đời này niềm vui nó tạm bợ, nhưng nó phải có cái niềm vui tu hành, nó có sự an lạc gì rồi nó mới tu, hiểu không? Chứ nó mà buồn rồi nó chán rồi nó đâu có tu, giết nó khô khan cằn cội hết. Nên thí dụ như giờ các cô là người nữ đi, cái cô vui là cái cô đẹp à, tuy là vui tạm bợ nhưng vui nó đẹp, nhưng mà khi buồn giết nó âu sầu buồn bã giết nó tàn phai hương sắc giống như hoa tàn. Nên người phụ nữ mà mình không biết chăm sóc cái nội tâm là người phụ nữ này dại khờ, mình nhìn mình nó mất lòng tin với mình lắm, tại giết rồi nó xấu xí quá, nó mất lòng tin với mình luôn, nó mất cái sự mà gọi là tự tin về bản thân mình giao tiếp với người khác. Nên con người ít gì nó cũng sáng sủa một chút. Thí dụ những đức tu mà nhìn tèm lem tút luốc bèo nhèo, gặp ca sĩ đồ này kia nó cũng giỏi, với nó không phải giỡn đâu à. Rồi mình không có tiền bạc, không có danh, mình sao chơi nổi với người ta. Trong cái cuộc đời này cái gì nó cũng phải ngang tài ngang sức, hoặc mình phải hơn người ta mình mới trên cơ, mà trên cơ mình mới độ người ta được, dưới cơ sao độ, đúng không? Ví dụ như những đức đâu có, ví dụ nói về tiếng tâm, những đức bây giờ đâu có thua ca sĩ đâu thực sự. Thì mới độ người ta được, thấy không? Nên tuy là tài sắc danh thực thì cõi đời nó là giả tạm phù du, nhưng biết dùng nó thì độ sanh dễ. Biết dùng nó, tài là tiền bạc, biết dùng là sẽ độ nhiều người, biết làm sẽ có phước. Sắc là người sáng sủa, mình thấy mình cũng mạnh mẽ, dù là mình cái hình tướng mắt mũi miệng nó không đẹp nhưng mà nó lại hiện tướng, không có tệ. Danh là người nhiều người biết đến, danh là nhiều người biết đến, mà có danh nó mới có tiền, có danh nó mới có sắc. Cái danh nó nuôi tiền nuôi sắc, cái danh là nhiều người biết đến, nên danh người ta mới đến với mình, mà đến với mình thì mới có tiền, mà tự nhiên mình đã đầy đủ thì mình không lo, nên mình có sắc, hiểu chưa? Cái danh nó quan trọng lắm, không có giỡn đâu nghe. Rồi ăn ngủ là nó bổ túc cho ba chỗ kia, tại vì mình ăn ngủ để dưỡng trí, ngủ nó nghỉ ngơi cái trí của mình. Khi làm việc mệt mỏi mà không ngủ được đi, căng thẳng thần kinh. Như cái người niệm Phật mà ép quá là bị điên, là do thần kinh căng thẳng, ép quá nó căng thẳng. Nên khi mình tu được mà mình ăn được ngủ được là đúng tu. Mình niệm Phật mà mình ăn được ngủ được là tu đúng rồi đó. Còn mình niệm Phật mà ăn không được ngủ không được là sai, hoàn toàn sai. Này là 100%. Nên những đức nói rằng là mình ăn chay trường là được. Rồi khi biết mình ung thư này kia đó, tuyệt đối phải ăn chay ngon lành, để cái sắc diện đừng có đi xuống quá. Vì khi sắc diện nó đi xuống quá mình sẽ nản lòng, mình sẽ thấy mình quá xấu xí, mình trốn người. Khi mình trốn người rồi thì cái bệnh nó ập. Còn khi mình mà giống như sáng sủa mập mạp đồ, con người giống như mơn mởn á, thì tự nhiên nó tự tin bản thân mình. Đối với bệnh đau nó muốn giật mình nó không dám,
Còn mình mà ốm o gầy mòn khô khan cằn cỗi, tự nhiên mình thấy mình chán mình, rồi bản thân mình buồn, mình trốn người. Mình trốn người thì nó thành tiêu cực, mà tiêu cực thì bệnh nó ập tới luôn, nặng thêm. Hãy nhớ ví dụ này nghe. Có lần những đức thấy cái cô kia, cổ đến chùa mình có tu, mà khi cổ biết cổ bị ung thư thì người ta chỉ cổ ăn kiêng hoàn toàn luôn. Kiêng thì cũng tốt nhưng đừng có ăn kiêng hoàn toàn, vì mình ăn kiêng hoàn toàn nó có thời gian lâu dữ lắm. Cái người ăn kiêng nó không phải là nó ốm o gầy mòn luôn đâu, nhưng mà nó có thời gian, nó có thời gian, nhưng mà mình đợi tới thời gian đó thì con người mình chết queo. Nó nên mình đừng có ăn kiêng hoàn toàn luôn thì quá ốm rồi. Có 2 tuần sau thôi cổ xuống 6 kg. Trời ơi, nhìn cổ một cái mình kinh ngạc tới ghê. Như Đức nói, nhìn cô cái này tiêu cô rồi, bây giờ cô đâu có còn cảm giác tu hành, cô cứ mỗi ngày cứ lo ăn kiêng để trị bệnh không, cô thua rồi. Mình là người niệm Phật phải dưỡng tâm chứ, cô phải dưỡng tâm, cô ăn uống bình thường, cô sống như cô không có bệnh đi. Mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc mà tại sao cô kỳ á? Bây giờ cuối cùng là cô lo cho cái thân nó sẽ chết, lạ ghê không? Cô thất bại ghê, cô nên điều chỉnh lại đi. Cô nghe lời những đức, cô ăn uống đàng hoàng, 3 tuần sau cô lên lại 4 kg, thấy không? Rồi cứ sống vậy tới bây giờ đi chùa bình thường. Cô ung thư mà ai biết cô ung thư đâu. Mấy vị thấy rằng cái dưỡng tâm nó quan trọng vô cùng, còn mình ăn chay nó cũng đã quá được rồi. Còn thí dụ như mình ăn dưỡng sinh chút đỉnh thì được, ví dụ như lâu nó mặc quá ăn dưỡng sinh cho nó nhẹ nhẹ lại, nói không thì mình ở ngoài đời mà nó mập ù luôn thì coi có không được. Như mấy cô trong chùa mình mặc sao cũng không được, tại vì mấy cô mình nó bận đồ rộng rãi, còn mình ngoài đời có khi mình cũng bận đồ hơi vừa vừa cho người, mà nó mập lù thì giống như bánh ú bánh tét kia thôi, chịu thua. Có nặng có nặng thì thôi thua, chồng nó cũng thấy ớn, hiểu không? Nên có những khi mình mập quá thì mình dưỡng sinh nó để cho nó vừa cái cân bằng lại. Cái đó là mình ngoài đời nó phù hợp với đời, hiểu không? Còn trong đạo người ta thì thoải mái không có sao, miễn ta có sức khỏe ăn được ngủ được. Mấy cô mình nhận đức cho ăn thoải mái, nhận đức cho ăn thoải mái, cho sống vui vẻ tu hành phục vụ chúng sanh, chứ mình đâu có quan trọng gì tới mấy cô cái chuyện mà o eo gì nữa đâu. Đâu quan trọng chỗ đó, kệ mấy cô chứ, lo tu đi, hỏi ai nhìn ngó tới làm gì. Còn mình ngoài đời thì còn chồng mình đồ này kia nó sĩ diện nó lắm, hiểu không? Nên bản thân mình tu học mình phải hiểu, hiểu rồi thì đời đạo mình nó rõ ràng, hiểu không? Nhớ nè, mình là người tu hành thì phải nhớ, mình tuy là cầu sanh cực lạc nhưng mà mình đừng có bao giờ mà tiêu cực cầu sanh cực lạc. Bậy quá, sao tiêu cực cầu sanh cực lạc? Những đức đã đi tu gặp bao nhiêu người tiêu cực cầu sanh cực lạc điên hết trơn. Hồi xưa trên kia chỉ là nhiều nhất, tại người ta ưa tán thán cái việc niệm Phật ngày đêm. Những đức không cho. Tại sao chùa mình như đức không cho? Những đức biết con người niệm Phật thì phải siêng niệm, nhưng đừng có ép mình niệm, đừng có ép quá. Tuy tổ sư cũng nói là không niệm nhất tâm, phải bắt nó nhất tâm, nhưng mà không dịu tâm mà bắt nó nhất tâm, nó căng thẳng thần kinh, nó điên á. Đừng nói chuyện giỡn chứ, kinh nghiệm rồi đó. Nên niệm ngày niệm đêm, đi đâu cũng ai với đà Phật, ai với đà Phật, ai với đà Phật, không phải hay đâu nghe. Có những khi người ta không thích mình, nhưng mình không có niệm như tùy duyên, chứ đừng có mà niệm mà cái kiểu này là thường là bỏ niệm. Ai với đà Phật, 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 bị điên hết trơn. Thường là đa phần niệm vậy là bị điên hết. Cái người niệm Phật nhiều là nhìn họ như không niệm Phật, chứ không phải là ga dẻ niệm Phật nhiều, thì người đó là người biết niệm Phật. Đòi hỏi cái phương hướng quý vị đi làm sao mà phải kiên trì đi cả đời không thối tâm, nó mới hay chứ đâu phải 1-2 năm, cả đời mới hay, đúng không? Con đường này nhận đức đi được 10 mấy năm rồi đó, một câu Phật hiệu đi 10 mấy năm rồi đó,
Mà trong thời gian mười mấy năm này quý vị biết bao nhiêu người rớt chưa? Quá trời người rớt luôn. Trong một lọt cùng với những đức mà 300 người cùng một thợ, có ai mà duy trì như những đức đâu? Có ai đâu. Nên chùa mình nó là nằm cái dạng mà quá chuyên tu, đưa cho quý vị phương pháp tu được tại gia luôn. Phương pháp này mãi về sau nên áp dụng đi, từng đời mà truyền để cho người ta tu được rồi đó. Tại vì từ đây tới thờ mạt pháp phải chuyên niệm Phật. Tại vì cuối cùng khi kinh giáo diệt tận hết, lưu hành kinh Vô Lượng Thọ 100 năm. Mà kinh Vô Lượng Thọ khi diệt luôn thì còn có một câu Phật hiệu. Mà bây giờ mà chuyên thì nó quá đặc biệt luôn, đúng không? Bây giờ nó đi sâu vào đời mạt pháp rồi còn cái gì nữa, hiểu không? Chuyên niệm Phật là đúng. Nên ngài vẫn tính nguyện là tu cả đời. Nên mình là người tu sống với gia đình, mình biết tu, mình không có bỏ người ta. Mà người ta bỏ mình là mình bỏ liền đó. Người ta bỏ mình mà mình không bỏ không được nữa, hiểu không? Có khổ cỡ nào với chồng mà chồng không bỏ là mình không bỏ người ta, vì mình còn nợ mình phải trả. Nhưng khi người ta bỏ mình là tuyệt đối mình phải buông ra, không có đi năn nỉ người ta. Những đức dạy Phật tử là dạy gì đó, không có năn nỉ. Mình nhắc người ta lợi mấy câu an ủi cho người ta là anh suy nghĩ kỹ đi, hay em suy nghĩ thật kỹ nha. Cuộc đời chúng ta còn trẻ, mình sống với nhau thì cả đời. Nếu bây giờ mà mình xa nhau, có khi mình bước thêm bước nữa cũng vậy à. Mà con mình tội nghiệp cho nó, anh em suy nghĩ cho thật kỹ đi, 3 ngày sau đi hãy quyết định. Mình cho người ta cái an ủi vậy đó, cuối cùng 3 ngày sau người ta vẫn quyết định chia tay với mình. Được, em ký liền, không nói dòng do chứ. Ký liền, anh muốn chia chác thì sao cũng được, mặc kệ anh. Tại vì mình biết đạo, mình hiểu rồi. Còn tuyệt đối mình không có nói rằng là mình chê trách người ta, mình là người muốn giảng sanh, tôi muốn về cực lạc, tôi muốn về cực lạc nên tôi bỏ gia đình này. Bậy. Tại mình đã gầy ra là mình phải có trách nhiệm. Như những đức bây giờ nè, gầy ra 3-4 đạo tràng gì vì phải có trách nhiệm. Cực khổ cỡ nào nhức đầu cũng phải làm, từ khi hết duyên, hết duyên mới bỏ. Thì nhân đức làm sao để chỉ về vậy đó, làm sao chỉ quý vị vậy đó, hiểu không? Đó. Nên á, mình nghe mình hiểu, mình áp dụng vậy thì quá tự tại. Tuy là mình cầu sanh cực lạc nhưng đừng có nói đá đổ ta bà, vì mình đang ở cõi ta bà mà. Chỉ mình không chấp nó nặng quá thôi, chứ mình đang còn ở đây mà. Ví dụ như bây giờ không lẽ mình nhận đức ngồi ghế bàn, không lẽ bây giờ những đức ngồi xong những đức đập bàn này, bữa khác sao có bàn ngồi? Thì khi hết duyên với cái bàn này thôi khỏi ngồi. Không lẽ mình ở nhà mà đi đập nhà, xả cái cốt ấy. Cái xả là xả cái sự buồn phiền, hận thù, xả cái không vừa lòng, không vừa ý, xả cái đó ra. Còn cái hoàn cảnh sống từ đồ đạc hay là tiền bạc thì mình phải sử dụng chứ, sử dụng cho hợp tình hợp lý thôi. Chứ trong cái cõi đời này mà mình không có tiền mình cũng sao sống. Mình xin ai, ai cho? Giống như có cô trong chùa, có một làng Đức, Đức quan sát. Con người như Đức nhạy lắm, nó quan sát sâu sắc lắm, không giỡn đâu. Làm bất cứ việc gì cũng quan sát, ghê lắm. Khi ngồi mà nói chuyện gì nhìn xuống biết chúng lạ, chúng quen, người căn tính sao sao, giỡn đâu. Khi mà Phật tử người ta lỡ thấy bà làm cực cũng tội nghiệp, ta cho bà 1 triệu, vừa cho bà phát tao làm chốn có xài tiền, chốn có xài tiền bạc vậy đó, đưa khỏi. Đức bước lại tại chỗ đó luôn. Đức nói chùa không xài tiền chứ xài cái gì. Mình phải khéo léo. Phật tử người ta đưa tiền cho mình, ta cúng dường, mình nói à cô ơi, thầy ở đây lo cuộc sống chùa đầy đủ, trên và thượng xây chùa kế thầy lo cuộc sống ổn định. Cô muốn cho tiền chúng con dẫn cô vô đây bỏ vô thùng Tam Bảo, cô cúng vô thùng Tam Bảo thì cũng như cô cho tiền chúng con nghe cô. Hành động vậy nó có phước,
Còn cái cách nói chuyện giống như ta đây, mình là người không cần xài tiền. Nhưng tiền ai, ai dùng cho mình, ai lo cho mình mà không xài tiền? Phải thông tâm, phải hiểu được cái nguyên lý của nó thì tu mới đặc biệt. Nên chùa mà những đức dạy nhiều lắm, có những người cũng nằm trên xếp dưới. Biết câu nằm trên xếp dưới không? Tào lao. Nó dạy kỹ thì ghê là mà nó còn tào lao mà. Không chi mà nói trên trời dưới đất sao nó biết. Cái này là tôi nói rõ ràng. Bây giờ nhà Đức hướng dẫn Phật tử, quý vị thấy không? Nó gọi là nó sát nút luôn. Nó giống như lột sạch hết luôn. Còn cái gì nữa? Vậy mà còn lâu lâu còn dính đạn. Thấy không? Ta nói cái đường đó đạn bay á. Vậy mà còn nhào vô cho đạn bắn. Nói chưa? Thấy rõ ràng không? Chỉ kỹ luôn á. Nên tu hành niệm Phật vãng sanh, nhưng nó phải thông tình đạt lý, phải hiểu nguyên lý của cuộc đời tu. Thì đời này tu nó an lạc lắm, nó vui lắm. Chứ nếu không làm ngược lại thế gian, ở thế gian mà làm ngược thế gian không? Thấy không? Nên những đức mới nói là Phật Pháp á, là nó vượt thời đại. Trí tuệ của Phật vượt thời đại. Mình học Phật đi lùi phía sau. Vậy thì ai xem trọng Phật Pháp? Phật Pháp nó phải cảm giác như là đặc biệt, tuyệt vời. Sự hưởng thụ của người học Phật đó, nó cao độ sự hưởng thụ của người thế gian. Người ta ở thế gian người ta dùng cách hưởng thụ đủ cà phê, đi coi phim, đi chơi, cá độ đá banh, làm cái trò đó, đúng không? Niềm vui đua xe đồ này cái nọ đâu. Còn bây giờ mình ở trong đạo, mình lại niềm vui giải thoát. Mình mỗi ngày mình niệm Phật, mỗi ngày mình nghe Pháp, mỗi ngày mình nhắc nhở mình hướng thiện, mỗi ngày mình bố thí cúng dường, mình làm việc thiện, việc tốt. Đó là cái sự hưởng thụ trong Phật Pháp á. Thấy không? Qua chương trình người mù quý vị thấy phải là mình hưởng thụ Phật Pháp không? Làm chương trình người mù xong nó vui, nó an lạc còn hơn cái gì nữa. Cảm giác được người cho còn vui, người được nhận. Mình thấy người ta ngồi ngoài nắng như vậy đó, mình đem tiền mình tặng cho người ta, mỗi người đều có công có quả. Giờ đi đến đây mà phước duyên thiếu, ngồi ngoài nắng hanh nắng rồi mới có tiền. Chứ làm sao bây giờ, mỗi người nó có cái nghiệp duyên khác nhau chứ. Cũng ngồi hanh nắng thấy mồ cũng có tiền, có phải không? Còn những người thì được ngồi trong mát có tiền, nhìn cũng thấy ra được nhân quả. Chứ bây giờ sao giờ à, đông ì ì, chỗ đâu mà ngồi hết. Đông như vậy chỗ đâu mà che đồ đầy đủ hết trơn cho mà ngồi. Nên có những người ngồi ngoài nắng, nó lấy tấm niệm ngồi với mông để lên đầu lại. Nên cuộc đời này mình nhìn mình cũng thấy ra nó lộn đầu lộn đích. Thấy rõ ràng không? Cái nhân quả lộn đầu lộn đích. Nãy vừa miếng niệm ngồi, cái mông ngồi lên. Khi ngồi lên mà xì hơi vô cái đó nữa. Hiểu không? Vì rồi chút lấy cái đó đội lên đầu. Thấy không? Nên mình nhìn định lực nhân quả nó lộn đầu lộn đích. Giống như bây giờ những đức dẫn quý vị đi kinh hành, đầu tiên thì khởi đầu là những đức đi. Nhưng đi một chút những đức lại đi sau lưng quý vị. Phải không? Nó. Một chút mình nhìn nguyên cái hội chúng không biết ai đi trước đi sau. Đó. Nên từ nơi đó, nhưng mà mình phải biết mình là dẫn đầu. Chúng rồi khi trở về vị trí mình vẫn là người đi đầu. Nguyên lý phải hiểu. Nên đối với con người trà trộn trong cuộc sống, vàng thao lẫn lộn nằm bên trong. Tự mình biết mình vàng hay thao, tự mình xem lại mình đi. Nhưng sống thì phải trà trộn, sống thì phải lẫn lộn. Còn nếu như mà mình tách mình ra quá thì người ta thấy mình cao xa, tránh xa mình chứ làm sao. Nên mình phải lẫn lộn nằm trong đó. Nhưng vàng là vàng, thao là thao, tùy vào cái nội tâm mình tu đạo. Vậy thì con người mình đặc biệt sống trong nhân sinh mà không bị nhân sinh lôi kéo. Sống giữa dòng đời muôn biến vạn hóa, nhưng bản thân mình vẫn duy trì. Chỉ cần duy trì tu đạo thôi chứ. Đó, cái này mà là cái quan trọng nè. Bây giờ quý vị coi chúng chùa mình á, 3 điểm chùa 2.000 người, từ thường trụ tới cộng tu, ở quanh năm suốt tháng, quý vị nghĩ nó không đơn giản như mình nghĩ đâu quý vị à. Bao nhiêu việc ở trong đây phải giải quyết vấn đề.
Nhưng mà vẫn duy trì cái tâm tu, ngày nào cũng cho vị nụ cười, cho vị sự bình an, là những đức có bình an. À, nên đức phải có bình an, những đức mới cho vị bình an chứ. À, phải nhớ kỹ. Những đức nói thì cái vị, những đức mà phiền não là những đức đi nhập thất rồi. Cái kinh nghiệm thường nhập thất là phiền não. Tại vì đi chánh, chánh duyên chánh cảnh là phiền não mới đi chánh. Ngày xưa những đức biết một vị này, ông mỗi lần phiền não là ông nói thôi tao nhập thất. Nó, còn bây giờ mình nói mỗi ngày mình sống cùng với chúng sinh là nhập thất. Chao đảo trong cái phiền não để nhìn ra cuộc đời khổ đau. Nhìn ra cuộc đời khổ đau mới cầu sanh cực lạc. Đúng không? Đi vòng chỗ này chỗ kia như Phước Tịnh, đi chỗ này chỗ nọ, nhìn ra cuộc đời khổ đau. Đem Phật pháp giới thiệu cho người ta. Nhìn được bao nhiêu con người. Từ đó mà cái tâm cầu sanh cực lạc mình nó càng dũng mãnh thêm. Bây giờ từ đây ra Hà Nội mình đi, ra đó đi máy bay nhanh gì cũng mất thời gian chứ. Có thời gian. Nhưng mà mình ở cực lạc mà mình đi đến cái quốc độ khác độ sanh thì mau. Mà cái trí độ sanh của mình nó cao. Nó nhìn rõ ràng, chụp đâu dính đó. Còn mình ở cõi này là mình mò. Mình mò hên chúng được chỗ nào chúng. Nghĩa là cầu hên đó vị. Hồng Văn Tự nói tỳ hiểu nhiều thứ. Cái này là đại giảng á. Hiểu chưa? Mình là đây là mò. Những đức mỗi ngày giảng pháp cũng mò. Chúng tên nào chúng. Còn người ở cực lạc xuống nó không có mò. Nó giảng ra cho quý vị đúng tông luôn. Đúng tông luôn. Ví dụ như Ấn Tổ đi, ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài giảng là đúng tông. Môn nào người nào gặp là giảng đúng tông người nấy luôn. Cái trí của người ta lớn vậy. Còn mình ở đây mình mò. Hên thì dính, không hên thì thôi. Mò cua bắt ốc. Nó, nên từ nó đó phải không, suy nghĩ đi. Thì mình phải biết cái cõi này, tuy mình làm bao la vạn trượng nhưng mà nó lọt nhiều lắm. Nó đậu không bao nhiêu. Nhìn thì đông đúc vậy đó, chứ kết duyên thì nhiều, chứ đậu duyên thì rất là ít. Giống như mình cũng đang muốn sanh cực lạc thì thôi mình cứ làm hết lương tâm mình đi. Đời này mình đến đây mình kết duyên, mình vừa cực lạc, sau này mình trở lại có duyên mình độ càng nhiều. Mình gán mình làm vậy đó. À, chứ không đậu bao nhiêu đâu. Cái niệm Phật giảng sanh là tín nguyện kiên cố. Ví dụ như 100% tín nguyện giảng sanh, hoặc là 80% tín nguyện giảng sanh. Con này nó có 10% tín nguyện sao giảng sanh. 10% à. Tổ sư nói ngày Vĩnh Minh, ngài nói rằng vạn người niệm Phật vạn người giảng sanh. Mà bây giờ vạn người niệm Phật mà có 2-3 người giảng sanh là vì sao? Vì tín nguyện có vấn đề. Tín nguyện và 80-90% mới giảng sanh, là đó là những cái giảng thấp. Bây giờ mình chỉ có 10% tín nguyện, cũng tin mà 10%, cũng nguyện nhưng 10%, sao giảng sanh? Thấp quá. Bèo gì thì cũng phải 65% tín nguyện. Tại vì nó vượt qua mặt rồi, nó mới thành công của đường hạ phẩm hạ sanh. 70% hạ phẩm hạ sanh. Thấy không? Nên 80% thượng phẩm chung sanh, 100% thượng phẩm thượng sanh. Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta coi cái phần trăm tín nguyện mình sao. Tín nguyện là gì? Tín nguyện là dù trời có sập xuống cũng phải niệm Phật. Nó đừng nói chi là người mắc, nhà sập, chơi sập là sập xuống hết rồi đó. Là đè hết chân rồi đó. Không còn cái gì nữa. Mạnh mỗi người lo con đường của mình mà phải niệm Phật nữa đó. Chứ đừng có nói cái chuyện tín nguyện là như vậy đó. Còn cái này tín nguyện của mình nghe con bệnh cái là thôi giật mình giật mẩy chứ. Nó bây giờ cái chuyện gì xảy ra cái là dứt thịt hết chứ. Nghe chồng có vợ nhỏ cái gì xỉu.
Vì tín nguyện gì kỳ cục vậy trời? Tín nguyện niệm Phật muốn sanh cực lạc mà nghe cái chuyện thế gian cái là giật kịch. Chúng ta xem lại tín nguyện của mình đi. Tại sao mình niệm Phật không giảng sanh? Là do tín nguyện mình có vấn đề. Tín là lòng tin Phật, tin nhân quả, tin Phật Bồ Tát. Tin vào cái sự cố cuộc đời của người ở cõi này là như vậy. Tin hết. Bất cứ cái chuyện gì đến với thân bằng quyến thuộc, đến với mọi người đều tin nhân quả. Không có nhân sao có quả. Phải tin chỗ này chứ. Rồi tin vào cái duyên hợp thì gặp, mà duyên hết thì xa. Duyên nợ có dày có cạn. Duyên dày nợ dày thì sống nhau cả đời. Duyên mỏng nợ mỏng thì sống với nhau nửa đời. Còn không có duyên sao gặp, không có nợ sao ở chung. Đó. Phải tin nhân tin quả rồi mới tin niệm Phật là nhân, tin niệm Phật là quả, nên niệm Phật thành Phật, thấy không? Đó. Phải tin như vậy thì cái sự tu của mình nó mới có kết quả được. Còn bây giờ mình là rất dễ dao động tâm, sao mà giảng sanh? Nên tuy mình cũng đi tu vậy đó, nhưng mà bản thân của mình quên đi cái niềm vui cõi này là niềm vui giả tạm. Nên bản thân mình lao theo cái này mà mình dính nó, rồi mình không chịu cầu sanh cực lạc cho mạnh, từ nơi đó mà mình rớt khi cuối đời. Cả đời tu mà không bổ túc, không rèn, không bồi được cái việc tín nguyện kiên cố, mình thất bại, có đường giáng sanh. Đời này có mấy chục năm ngắn ngủi à, nó chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi à. Bây giờ mà nếu mà không về cực lạc thì vì cái niềm vui của mình ở trong tam đồ ác đạo. Mà vui tam đồ ác đạo vì nghĩ cỡ nào, khổ đau cỡ nào. Quý vị coi, bảy vị Phật ra đời vẫn còn mang thân kiết, tám vạn kiếp vẫn còn mang thân bồ câu. Tám vạn kiếp vẫn còn mang thân bồ câu. Đọ vào địa ngục, đọ vào ngạ quỷ còn gấp 2-3 phần của súc sanh như vậy. Đọ vào địa ngục còn phải gấp 6-7 lần của ngạ quỷ. Nghe mà nói bậc A-la-hán mà mồ hôi chảy ra máu, kinh khủng thì cái khổ đau trong địa ngục. Quý vị coi, 500 năm quỷ mà không có một miếng nước để uống, chỉ được liếm một miếng đàm. 500 năm sự đói khát, 500 năm không uống được một miếng nước, nhưng không chết. Thọ mạng của quỷ cực kỳ dài mà không được ăn uống gì hết. Gặp nước uống một miếng là lửa miệng chảy phừng cháy ra. Kinh chưa? Cái nghiệp duyên mà tham lam nặng nề mà sanh ra như vậy. Nên mình là người tu phải mở tâm lượng ra, đừng có kéo kiệt tham lam quá. Mở tâm lượng ra, cái gì buông được thì buông đi. Cái gì đã mắc khỏi tầm tay mình thì buông. Mắc rồi, đi tu mà mắc của mắc tiền, mắc rồi thôi. Giống như của đi thay người chứ làm sao. Có chồng thì sống lê rai chứ, mắc chồng thì thôi. Có vợ thì sống lê rai chứ, mắc vợ thì thôi. Phải tự tại không? Quá tự tại. Chồng hung cái cũng cảm thấy mừng, mà chồng không hung cũng cảm thấy vui. Được như vậy thì quá tự tại rồi, sao cũng được hết trơn á. Mày muốn sao cũng được hết trơn á. Trong cõi đời này tao quyết định về cực lạc là muốn sao cũng được chứ nha. Hiểu không? Vậy thì quá tự tại. Quá tự tại luôn. Đúng không? Có cái bà kia lại gặp như Đức, có nói bây giờ con ngao ngán cái chuyện chồng con hơn cái gì. Thì nói bà muốn giảng sanh không? Dạ muốn. Muốn bà ngao ngán cái gì? Ngày xưa kêu bà đừng có cứ rồi bà tức không? Giờ bà ngao ngán là bộ rồi. Cứ là làm bộ. Bây giờ ăn no bụng rồi bây giờ ngán. Nghe không? Mà thời gian nhịn coi chừng nó thèm lại đó. Nếu mà không nghe pháp mỗi ngày coi chừng nó thèm lại đó. Đừng có nói chuyện dẫn chơi, đừng có nói lắc đầu mệt quá. Thường cái gì mà có đủ thì không thèm, nhưng mà đói lại đi, thời gian nó đói nó thèm lại. Bây giờ phải cần bỏ pháp vô,
để nó bổ sung vô đó lại. Nhớ nha, nó người ta 50 mấy tuổi mà dính kìa, mà nghe cái bà đó là như đứt hết hồn, tại vì quen biết quá. Nên từ nơi đó mà nói tự bà này mà không ngờ trời, khi mà chồng bà mắc bà khóc thấy ghê. Mình còn khuyên bà bao nhiêu lần mà cuối cùng mới đây mà chưa chân dính. Thấy chưa, nó không đơn giản nghe. Nên phải cần đi chùa đó, xa chùa là nguy hiểm. Thấy không? Mà gặp cái ngôi chùa mà gặp thầy cũng giảng hoài á, nên ở nhà rảnh phải nghe. Tại vì nghe hoài với nó làm cho mình, nó nhắc nhở mình suốt luôn. Giống như mình sống trong pháp vị, vị thấy thế giới cực lạc không? Về tới cực lạc mà còn phô diễn pháp âm như vậy, chứ cõi ta bà này mà không phô diễn pháp âm. Mà có ai giảng pháp đi bị nghe một ngày 10 buổi không? Trời ơi, những đức không tưởng tượng được luôn. Chùa mình một ngày mà bỏ lên 10 buổi tiếng pháp vậy, cứ đi tìm kiếm một ngày á, thì nhìn trong cái trang mạng một số hồi lượng một ngày á, nó đầy bài giảng của mình bỏ ra một ngày. Nghe mà tôi say sẩm luôn. Mà mỗi bài giảng có cái hay, tự nghe đi rồi biết à. Nhất là những bài giảng lễ vui mà nó đông đúc người ta, nó giúp cho mình tăng lên cái tâm, cái nguyện cầu sanh cực lạc. Lúc nào cũng nhắc cái gốc là niệm Phật giáng sanh. Nói cái ông nói bạn cái đứa nói, sao thầy cứ giảng giảng sao hoài vậy? Nó không giảng giảng xanh, nó giảng cái gì? Ông lấy giảng đi ăn bánh canh. Ngu chi? Nó giảng giảng xanh, ai thích thì cái gì cực lạc. Không giảng giảng xanh là giảng cái gì? Giảng xanh là cái gốc. Không giảng giảng xanh là mất gốc. Mất gốc là giảng sao? Nó chạy vòng vòng như là máy bay vòng bền, biết đâu về đâu. Giảng giảng sanh là có nền, có gốc để phát hiện thành lá hoa quả. Mình chỉ cần cái tâm, mình chỉ cần cái tâm cầu sanh cực lạc thôi, chỉ cần lá hoa quả trong cõi đời nó phát triển này, chỉ cần đúng một cây cầu đi, cầu sanh cực lạc là được rồi. Đừng có bỏ cái cầu này nghe, bỏ cái cầu này là đi qua cầu Nại Hà, gặp mạnh bà xuống cháu lú chết tiêu luôn, thấy chưa? Đi qua cầu cực lạc là quý vị gặp Di Đà, quý vị bỏ cầu cực lạc là quý vị đi qua cầu Nại Hà gặp mạnh bà cho mà biết. Không, quý vị biết đó, những quý vị mà nghe những đức giảng nó đột phá ghê lắm á, nghe kỹ đi. Giảng tình lý rồi nó đột phá quá trời luôn. Nên từ nơi đó phiền não bay mắt dép. Hả? À, vui được là do phiền não bay mắt dép. Chứ con người quý vị nói dễ vui lắm hả? Trong cõi đời này dễ vui lắm hả? Thấy chưa? Nên á, từ nơi đó mà mấy thằng bồ, mấy thằng phiền não chạy mắt dép. À, có cái bà kia bà nói nè, thầy biết rằng con nghe pháp Đại Lão và Thượng Tịnh Không 10 năm. Con nói rằng là con không bao giờ con nghe một người thầy nào khác hết. Thượng Tịnh Không là giảng đỉnh luôn rồi, không còn nói ai là người mà con nghe nữa được nữa chứ. Cuối cùng con lượn ở trên mạng, con thấy thầy giảng gì đâu mà chúng đông quá trời đông. Con nói ông thầy này gì đâu mà xấu quắc mà sao nghe dữ hết trời. À, nói vậy đó, thầy xấu quắc sao người ta nghe dữ vậy. Tức quá nghe thử dính luôn. Mới lên đây mấy ngày nè, dính luôn. Mới nói rằng là con nói thật sự, con nói là không bao giờ nghe ai được luôn, 10 năm rồi đó. Xong những đức đột phá ngay tư tưởng, và ngồi chung nói chuyện, đức nói cô ti cô nghe 10 năm, lòng tin cô dành cho Đại Lão Hòa Thượng rất là cao, nhưng sự hành trì cô không được nhiều. Cô nói ủa sao thầy biết? Tờ tôi là nghe ngài tôi biết mà, tôi ngày xưa cũng có tâm niệm y gan cô. Tại vì sao? Có những câu ngài giảng cao quá nên mình làm không có được, nhưng mà mình nhồi nhét vô thôi, phải không? Nó dạ đúng rồi, nhồi nhét vô. À, nhưng mà công nhận là ngài giảng đỉnh, đỉnh là đúng rồi. Ngài giảng là văn tự trong kinh cô đâu có hiểu đâu mà không đỉnh, vì cô không hiểu nó mới là đỉnh, hiểu chưa?
Nó rất là nhiều người quên đi mất tiêu là giảng dễ hiểu, giảng dễ nghe mà áp dụng được, phù hợp căn tính thì nó mới đỉnh. À, nó dễ đâu. Xong rồi thì cô cứ nghe mình giảng, cô nói à vậy là tư tưởng của thầy y gan hòa thượng. Hòa thượng giảng tới giảng lui cũng quy về niệm Phật để cầu sanh cực lạc, mà thầy mỗi ngày cứ khuyên hoài niệm Phật và thầy nói rộng ra gia đình. Còn hòa thượng thì ít nói gia đình. Những đức nói tại những đức là bồ cầu lửa. Biết bồ cầu lửa không? Ngoài đời xưa nó cào lìa. Nó cào ra lửa luôn á. Nên từ nơi đó mà nó mới nói được gia đình. Còn hòa thượng người ta đi tu, người ta bậc trí thức. Ai mà nói nhiều như mình mấy cái chuyện này? Quý vị thấy những người mà ta trí thức, người ta mà kinh giáo được, không có ai mà nói chuyện với những đức đâu. Không có nói gì những đức đâu. Hiểu không? Hiểu chưa? Nó nên á, Bồ Tát thì hiện, Bồ Tát nhìn quý vị. Thấy không? Bồ Tát sẽ nhìn quý vị, sẽ phái người đến để nói cho quý vị nghe. Đó. Nói cho quý vị nghe. Làm sao ngay quý vị á. Hiểu không? Có những bậc đại Bồ Tát giảng cao siêu, chúng sanh sẽ thấy kinh quá. Có những Bồ Tát chỉ cái người ta, chỉ có người ta bù cào lửa đến nói. Chỉ có người bình thường đến để nói. Hiểu không? Đó. Nên Bồ Tát không có thị hiện làm người đó, mà Bồ Tát mượn cái miệng người đó nói vài câu cho vị nghe. Mà người đó vẫn là phàm phu bình thường để nói cho vị nghe thôi. Bù cào lửa mà. Đó. Cái vị nghe vị thấy dễ hiểu mà lại ngay mình luôn. Nói sao nghi gan mình nó dính bon luôn. Cái bà kia nói rằng, cái cô kia, cô nghe pháp hòa thượng 10 năm, bà nói bây giờ bà nghe pháp mình, bà nói câu gì nè. Bà nói là mỗi lần mà con đang thắc mắc cái gì là bữa sau thầy giảng. Nói vậy đó. 100% là bà nói vậy đó mà. Chứ Tam Bảo bà nói rõ ràng mà rất nhiều người nói. Không biết sao kỳ cục, con mà vừa thắc mắc cái gì là ngày mai thầy giảng đó. Bồ cầu lửa mà. Bồ cầu lửa. Hiểu chưa? Nó gì mới ghê chứ. À, nó kệ. Sao không biết mà làm sao mà cho ta cỡ mở tâm tư là được. Đúng không quý vị? Mở tâm tư thấy mừng. Đúng không? Không nên bồ cầu lửa, nó làm đủ chuyện nha. Làm đủ chuyện. Bây giờ giờ này giảng gì, chiều cầu lửa giảng nữa. Có ai mà làm hoài kiểu này đâu trời. Có ai mà làm hoài kiểu này đâu. Đòi cái gì đâu mà nó liên tục. Mới hồi sáng vớt hai bài đưa lên mạng sáng sớm, chứ không lên cái điện tu gì hết trơn. Giảng pháp không à, ngộ ghê. Bây giờ bị coi công việc những tiếng mỗi buổi chiều là chịu thua rồi đó. Buổi chiều giờ là kính xô rồi. Kính xô luôn. Thứ hai giảng bên đây. Thứ ba hộ pháp. Nghe không? À, thứ tư họp bên đây, bên nữ. Thứ năm đại hồng lâm. Thứ sáu quý thầy quý chú quý cô họp. Thứ bảy cả ngày. Đó. Chủ nhật thì cả ngày luôn rồi. Chủ nhật thì sáng hai bài, rồi trưa, rồi cái bài giảng chủ nhật. Rồi chiều thì nguyên một cái dàn họp hết trơn, tổng thể của các chùa. Từng ban, mà những đức không có, những đức chịu khó. Chứ đúng ra những đức kêu tập trung là hết trơn, những đức họp mà nó không đạt. Tại vì mỗi bên nó khác. Nó khác nên mình phải đi từng ban luôn, chịu cực. Vậy nên chùa nó ổn. Bệnh nào cho thuốc nấy. Không có gom vô một chỗ. Mình gom vô một chỗ nó giống hết trơn thì sao? Nó giống hết trơn là nó giống như nó lay. Ví dụ như bên này nó được rồi cho nó được, bên kia nó yếu thì mình trị bệnh cho thuốc nó nâng cấp lên chút. Hiểu không? Mỗi bên mình dùng thuốc nó phù hợp. Mình chịu cực một chút. Nó giống như thứ sáu à, coi thứ sáu là ví dụ như bên qua bên đây 5 giờ
ngồi tới 6:10, rồi qua Đại Tùng Lâm 6:00, từ đây chạy qua bến Vòng Vòng 6:30 ngồi cho đến 7:30, 7:30 xong về tới bên kia bển là 15 phút nữa 8:00 thì bắt đầu là gặp cái bang bên kia, Vòng Vòng chơi vậy đó, xiên ghê, chưa từng thấy ai xiên như mình. Mình là nói rõ ra là gọi là hát dở mà là do thường hát, đúng không? Hát thì rất là dở nhưng mà xuyên hát, hát hay không bằng hay hát. Mà xuyên thuyết pháp quý vị, quý vị cái trong kinh Vô Lượng Thọ có một công đoạn nói là người ở thế giới cực lạc khi về cực lạc là sau này đi đến quốc độ nào cũng thích thuyết pháp, họ thích thuyết pháp. Chắc là mình sẽ đi về cực lạc thiệt rồi đó. Nên mình ở giờ là mình gieo cái nhân thích thuyết pháp, thích khuyên ta niệm Phật, quý vị ơi. Mà ngộ lắm nghe, những đứa có một đặc điểm này nè, khi những đứa thuyết pháp là những đứa rất là vui. Mệt mỏi cỡ nào mệt mỏi mà thuyết pháp là vui nhất. Lạ kỳ vậy đó. Nó thuyết hoài, chứ buồn đâu có thuyết pháp đâu. Buồn là không có giảng pháp được. Nên con người nhà Đức, ví dụ như mấy ngày lễ với Đức mệt vậy mà lên thuyết pháp mới khỏe. Có nhiều người nói nghỉ đi cho giữ gìn sức khỏe. Không, tôi nghĩ là tôi mệt luôn. Thuyết pháp mới khỏe, ngộ vậy đó. Nên từ nơi đó mỗi người có cái duyên, quý vị thấy không? Nên mình sống làm sao mà quý vị biết rằng là nó cởi mở tâm tư được, nó hay. Giảng thì sao không biết mà cởi mở tâm tư là được rồi. Vui vẻ, an lạc mà nó ngay mình, nó trúng mình, giảng trúng mình mà. Nó có cái bà kia, bà nói câu vậy nè. Bà kia bà nói là con lúc trước con đi tu, con cũng nghe pháp hòa thượng, nhưng mà con nặng nề cái gia đình con ghê. Con nặng nề con còn hơn cái gì. Con nói bỏ thì bỏ chứ con làm sao bỏ được. Vậy mà con nghe thầy giảng con buông tình chấp nó luôn. Buông tình chấp nó luôn, nó ghê chứ. Thầy biết hồi đó nè, con học nè bao nhiêu cái lớp học Đệ Tử Quy rồi đủ thứ chuyện hết trơn nè. Vậy mà cuối cùng con phiền não quá trời luôn. Mà cuối cùng con nghe thầy giảng nhưng mà con bu được tình chấp. Rồi tự nhiên con nghe với con tu với con hiểu ra. Rồi tự nhiên con để cho con tự nhiên mà nó phái con. Rồi con lại được an lạc tự tại. Bên nào cũng khỏe. Ngộ ghê chưa? Nhớ nè, con người mình mà hiểu được cái quý vị nguyên lý này như Đức hiểu rồi, không phải gán làm ăn mà giàu đâu, bậy, dưỡng tâm nó mới giàu, dưỡng tâm nó mới giàu. Mình đã trải qua rồi, mình gán làm ăn mình có giàu đâu, phiền não không sao giàu, vì mình phiền não không nó hết phước. Còn mình á, mà dịu cái tâm á, thì mình biết á, châm nước vô ly. Nhớ nha quý vị, uống một miếng. Mình biết châm vô ly. Mình lại có thời gian để mình tìm cách mình châm nước vô ly. Cái này mới hay nè, câu này hay nè. Cái câu mà khi dưỡng tâm an lạc tâm á, thì nó mới tìm cách để chế nước vô ly. Còn cái tâm mà cấm đầu cấm cổ làm là xài nước không à. Tại làm gì mình không chịu nghĩ cho người ta. Nên cuối cùng cái ly nước mình uống hoài. Mình làm mệt mình uống. Rồi xong mình cấm đầu cấm cổ mình làm uống nữa. Còn chút xíu nước à. Mình lao quá trời lao uống nữa. Thấy chưa? Rồi cuối cùng nó hết trơn nước trong ly rồi lấy gì uống. Rồi có cố gắng cực khổ cũng không có phước. Mà không có phước sao dạo. Những Đức nói với vị nghe, quý vị mà vui là quý vị có duyên nhiều à. Bất cứ một vị trưởng đoàn nào, bất cứ một con người nào mà vui là nhiều người đi theo. Nhiều người đi theo mới làm được sự nghiệp. Sự nghiệp không có cá nhân được quý vị. Sự nghiệp là phải nhờ đông người. Nên từ nơi đó quý vị coi tôi Nhật Đức làm bao nhiêu chuyện của một năm. Kinh luôn. Nó vậy đó mà đều làm được hết. Hồi sáng về qua đây là chạy qua bên kia. Để coi cái đang làm
ở nhà Toan La Phong. Đèn không đó mà 300 cái đèn. Chơi 300 cái đèn. Cái này bị bước vô cái nhà Toan nó cái chơi bị coi nó như là một cái siêu thị. Giỡn đâu. Đầu tư kinh khủng luôn. Xung quanh ngoài tượng Phật là bắt đèn là hết. Mà như Đức Sinh Hòa Thượng là đi đèn từ ngoài cổng chùa Đại Tùng Lâm dài theo đoạn đường hết. Là năm nay Tết người ta vô chùa Đại Tùng Lâm là rực rỡ. Rồi cái đoạn đường mà vô Đài Quan Âm mà cao cao màu trắng đó, ngay sau lưng nhà Toan đó, là đi một dàn đèn dài vô đó, nó gọi qua nhà Toan, nó gạo hai bên để cho người ta đi vô chùa là điểm nào cũng thấy sáng sủa. Nó thích, đúng không? Nó thì cố gắng ở đây tới Tết làm. Còn cái nhà Toan thì chắc đây tới Du Lan nó làm cho xong. Nó làm tới nó bữa đó nó đưa lên quy trình 20 ngày làm xong. Nhà nó 7.000 thước, 7 công đắc. Nhà 7 công đắc. Cái ghê. Cái nhà bự vậy đó. Nhà Toan đó, nó bự vậy đó. Nhìn vậy nó bự dữ lắm. Nhà Toan nó bị vô vậy thấy kinh chưa? Chưa từng thấy cái nhà nào mà bự vậy luôn. Cái nhà mà nó, cái nhà đó mà làm lên đàng hoàng là một điểm tổ chức lễ là đặc biệt luôn. Mà cái nhà Toan âm thanh nó hay lắm nghe. Chịu mà bắt âm thanh đàng hoàng là nó hay lắm á. Tại vì âm thanh người ta bắt chưa đúng điểm của nó đó. Chứ âm thanh mà bắt đàng hoàng là cái nhà Toan không có một tiếng vang, nó hay dữ lắm. Nên ví dụ như mà giới đàn đồ tổ chức là thôi nó hoành tráng đừng có nói nữa. Nhất là bắt La Phong lại bắt đàn lại là nó đẹp lắm. Đèn mới bị coi nghĩ là đèn dài này nè. Mà 300 cái, 300 cái bóng đèn dài này á. Thấy không? Sáng cỡ nào chưa? Không những đức cái gì chứ phái, sáng lắm quý vị ơi. Đó, đức ngộ lắm, đi đâu là phải rực rỡ. Sáng sủa không chịu mờ mờ. À, chắc chắn quý vị luôn á, những đức phải về Cực Lạc à. Tại thích ánh sáng mà. Thích ánh sáng. Thích đi đến đâu là nơi đó phải sáng sủa. Đèn bắt là phải bắt đèn bự. Đèn phải sáng. Vậy đó. Nên mình nghĩ gì cho người ta đi. Mấy bà già lỡ bà té cái còn khổ hơn là mình tốn miếng điện. Bà già bà té bà gãy tay cái chân khổ bao không. Tội nghiệp mấy bà già. Nên quý vị qua bên đại bên chùa mới này quý vị thấy đèn sáng ghê không. Nó quy củ mau thấy ghê. Mà khi quay phim quý vị coi không. Bữa lại Quan Âm coi phim em Pháp Hội Thù Thắng đúng không? Mà qua bên nhà to nó mờ nó đông mà đến nỗi mà nhìn giống như dân chạy nạn. Nó đông đến mức gì đó, đông đến mức mà không tưởng tượng được người ta luôn bữa đó đó. Bữa đó mà mình mà tổ chức hộ pháp mình cái nữa là giá chót phải lên thêm 5.000 người nữa buổi chiều đó. Bao nhiêu đòn gọi nhà Đức Thầy ô. Sao mà chuyển kế hoạch bất tử như thầy. Nhưng mà chắc chắn quý vị luôn, bữa đó tổ chức bên hộ pháp là bên hộ pháp mình có lưu. Cái lượng xe đó làm sao đây. Sáng mà đó mà container nó la sùm hết trơn mà. Bữa đó mà chủ nhật mà bên đây mà qua 8.000 người bên đó. Mà về hết 10 mấy ngàn ấy. Thì nghĩ cỡ nào chưa. Nên từ nơi đó bên hộ pháp là lễ với hộ pháp là chúng ta chịu thua. Chứ có được à. Mà trong khi hộ pháp là cũng một ngôi chùa lớn á, nó phải nhỏ đâu. Vậy mà tổ chức không được luôn rồi đó. Bây giờ nó đông đến mức cực điểm rồi. Tổ chức hết được rồi. Đó, còn bây giờ Đại Tùng Lâm là điểm mà chắc chắn quý vị là cỡ nào cũng tổ chức được. Quá bự rồi, không nói gì nữa. Thấy không? Nên cái quy mô Hòa Thượng xây ra mà độ sanh á, thì nó rất là tiện. Tại vì con người mà quy tụ được có môn tịnh độ này mà vậy là đặc biệt dữ lắm quý vị ơi. Nên quý vị cảm thấy mình mừng trong cái thờ của mình. Hiểu không? Mình mừng là mình sanh cùng thờ với mấy người mà người ta làm việc Phật sự mà tịnh độ lớn. Cái thờ ngày xưa quý vị thấy như Đại Đức Thích Giác Nhàn. Vì cũng cùng thờ với thầy. Qua một thờ đó giờ tới Như Đức xuất hiện vì cùng thờ Như Đức. Thấy mừng không? Quá mừng luôn. Cùng thờ với mấy người truyền tịnh độ đúng không? Nhưng mà tới đời Nhân Đức là đem tịnh độ truyền ra rộng. Chiên. Hiểu không? Thì quý vị mới thấy ra có một tịnh độ này. Không biết nhiều thì nó chiên hơn. Còn để thông mà chiên khó thông.
tổ sư là thông xong mới đi chuyên tịnh độ. Là tại vì cái căn tính thờ đó có nhiều người tu đạt quá, cái thờ như các vị tổ sư mà các ngài thông tông thông giáo mới niệm Phật, là vì cái thờ đó đó là tượng pháp với mạt pháp nó gần, mà tượng pháp là nhiều bậc căn cơ tu người ta đạt dữ lắm. Mình không thông tông thông giáo sao đem tịnh độ giới thiệu cho người ta? Người ta bắt bẻ dữ lắm, chịu đâu có nổi như đại sư Liên Trì được vậy mà còn bị bắt bẻ quá trời. Mà thờ đó là từ tượng pháp mạt pháp gần. Tượng pháp thì nhiều người tu thiền đạt đại ngộ dữ lắm, nên mình không có bản lãnh đó sao đem tịnh độ giới thiệu. Còn thờ mạt pháp mình không có ngộ đó đâu, không có đâu. Tu các pháp khác là không có đạt như người ta đâu. Mà mình học càng nhiều nó càng tạp, nó càng không thông mà nó tạp còn không có độ được. Bây giờ mà chỉ cần nói chuyện với vài người thôi, cái người mà không biết gì mà nghe cái tiếp nhận là mình nói độ được rồi đó. Còn cái người mà biết quá trời luôn, nó gặp tùm lum tùm la, gặp ai nó cũng biết, nó lên nó nói cái gì nó cũng biết, mình nói chịu thua bó tay mày luôn, độ không được, hiểu chưa? Nên á, mình á, cái đặc biệt của mình là gì nè, mình đã gặp một cái nơi thuyết pháp á thì mình lên mình đừng có thuyết pháp. Mà quý vị muốn đạt á, quý vị phải nhìn cái địa điểm đó. Cái địa điểm đó đó là ông thầy đó, ông thu thập Phật tử, ông tập trung Phật tử. Quý vị muốn đạt á, là quý vị phải lấy cái câu của ông thầy đó, quý vị nói ra vài câu. Quý vị cực kỳ khôn luôn. Tại vì địa điểm của ổng. Còn khi quý vị khôn lại quý vị đi đến cái nơi khác, ông thầy kia tu vậy, quý vị phải nói y rang thầy kia. Thì quý vị là người học Phật rất là khôn. Còn nếu như quý vị lỡ quý vị nói ngược lại ông thầy đó, Phật tử nó không chấp nhận quý vị, là nó không có ấn tượng đẹp với quý vị. Cả ca sĩ gì cũng vậy, ca sĩ cũng vậy. Đi đâu biết nhiều gì biết, nhưng mà đi đến đâu rừng nào cập nấy, chùa nào thầy đó. Hiểu không? Là phải nghe ông thầy đó giảng một chút để biết cái tông của ông thầy này. Muốn đến nơi đó hát mà đạt thì phải nghe ông thầy đó giảng, xong lấy vài câu của ông thầy đó lên nói mấy câu với Phật tử, xong hát. Đừng có thuyết pháp cho họ nghe, tại vì họ không có nghe mình giảng đâu, họ nghe ông thầy thôi. Hiểu chưa? Mỗi người nó có cái duyên. Ví dụ như ông thầy giảng thì không bằng ca sĩ hát, mà ca sĩ hát thì không bằng ông thầy giảng. Tại vì mình chuyên hát, mình làm cái chuyện chuyên hát thôi. Còn ông thầy chuyên giảng thì ông chuyên giảng. Người vậy thì mới kết hợp gọi là đúng là nhịp nhàng, đúng không? Không, những điều mà nhà Đức hướng dẫn quý vị nghe, quý vị mà biết cách là quý vị đi đâu quý vị cũng đặc biệt khôn lắm. Khôn mà ngoan, khôn mà phải ngoan. Hiểu không? Khôn phải ngoan đó. Nên trong cái cuộc đời này phải liệu cơm gấp đầu hũ. Đừng có nói mà tùy tiện nghe, tùy tiện là mình không tồn tại á. Nên cái chúng chùa mình là mình hiểu họ mà, mục tiêu họ đến đây họ nghe Đức giảng mà, đúng không? Ví dụ như bây giờ quý vị quý nhà Đức đi, nhà Đức nói gì quý vị sẽ nghe theo à nói người đó được à, thích người đó à, nó lạ lắm. Cái chúng cái nào mà người ta hướng dẫn nó thành hình y rang vậy đó. Nhưng mà ai đến chùa mình mà nói chuyện đơn giản hịch thạc giống như Đức là vì phái người ta à. Tại vì người mình tu á, nó có cái ngã. Khi mà quý vị biết rằng ngang ngang nhau mà quý vị dạy người ta, ta không chịu. Ngang ngang người ta dạy người ta không chịu. Đó, nên đừng có mang cái tâm dạy người ta, mà mang cái tâm khiêm nhường thì ta nghe. Khiêm nhường thì ta nghe. Nên từ nơi đó mà thí dụ như Phật Pháp nó là một nguyên lý rồi quý vị. Lúc trước có một cái chú, ông Trịnh Âm Thanh mười mấy năm, mà do ông thu thập quá nhiều tư tưởng Trịnh Âm Thanh, ông lên ông chỉnh là còn tới những phát này ông đâu có biết gì đâu quý vị, nhưng ông biết thân phận ông, nên ông khung âm thanh là một cái vòng tròn, và ở trong vòng tròn nó đây ông chỉnh. Còn ông kia thì ông nghĩ ông quá thu thập, ông quá kinh nghiệm rồi, nên ông không cần khung lại, ông mở rộng ra, ông đưa đầu này đưa đầu kia thử, ông không cần sợ mà. Còn ông Nhuận Phát này thì ông không có biết chỉnh nhiều, ông sợ, nên ông duy trì cái mức của nó. Ông chỉ cần lên xuống vừa vừa. Quý vị thấy sau này hát ca nó có bao giờ ọt ẹt gì không? Có chuyện gì xảy ra chứ á. Còn cái ông ngày xưa chuyên nghiệp lại là ọt ẹt.
Là do gì? Ông nghĩ ông quá chuyên nghiệp nên ông trở thành kiêu ngạo. Ông không cần phải quan tâm đến cái chuyện mà khung về một vị trí. Tự nhiên ông mở rộng ra tạp. Tạp ông thất bại thấy chưa? Còn cái ông này thì ông chuyên nên ông không có giỏi. Nhưng mà ông lại làm được chuyện là ông duy trì một khung. Thấy rõ ràng một nguyên lý không? Nên mình tu cũng vậy nữa. Một câu vật hiệu này mình cứ nắm cho chắc đi. Mình nắm cho chắc câu vật hiệu này là mình thành công. Còn mình mà mở rộng ra là mình thất bại. Mở rộng ra thất bại. Nhật Đức nói cái ăn gì cũng vậy chứ. Ăn chậm, ăn dai. Ăn nhanh, coi chừng không có ăn. Nó tức, bụng nó chết, queo lấy gì đâu hả? Nên nghe đây để mà người đời đạo gì cũng suy nghĩ đi nghe. Nhanh gấp là không có ăn nữa đó. Còn thí dụ như kẻ biết thờ là trang tính kiệt. Cái thờ duyên của mình nó đang có, đang còn. Phải nắm bắt cái cơ hội này để làm cái việc gì đó cho nó quanh liệt liệt trong cõi đời này đi. Tại vì chúng sanh mà làm mà, chứ đâu phải ăn cá nhân đâu trời. Nó thì quý vị thấy bây giờ mà 19 tháng 9 mà 3.000 lại. Nhiều người á, người ta nói ông này tu hành mà 3.000, 4.000 hoài. Đó là căn tính chúng sanh đó. Họ thích cảm giác mạnh. Họ thích làm sao phải chứng tỏ mình bản lãnh sao. Thì tự nhiên từ nơi đó mình kích thích mình tu luôn. Kích thích mình thấy ô vậy là năng lực con người mình cũng không tầm thường. Tự nhiên sự tự tin của người mình phát luôn. Rồi sau này khi trở lại bình thường thì chúng ta thấy ô bình thường quá, khỏe re, ăn thua gì với tôi. Đúng không? Chứ không phải là chứng tỏ gì đâu quý vị. Đâu có cần cái danh ở đâu chứng tỏ. Cũng muốn le lử mà chứng tỏ cái gì trong đó. Bộ không mệt hả? Ngon đi chứng tỏ đi. Có cái ông kia ông nói những đức ấy, ông muốn chứng tỏ hả? Nói ừ chứng tỏ rồi sao? Ông đi chứng tỏ đó đi. Ông đi lại 3.000 lại đi ông chứng tỏ. Đúng không? Dám không? Chúng ta cùng chứng tỏ đi. Chứng tỏ đi. Thử coi sao? Le lử đừng nói chuyện giỡn chơi. Lại mà thở lên. Chứ đừng có nói chuyện giỡn chơi. Lúc mà đông người mà ngợp tới coi hả họng không, đừng nói chuyện giỡn chơi. Đúng không? Quý vị lễ vì thấy mệt không? Mệt nhưng mà vui. Chứ không phải là không mệt. Hãy nói rõ mệt mà vui. Nên những đức họ mỗi lần hỏi mấy cô mình, những đức dạy hỏi làm có mệt không, những đức hỏi mấy cô là học, những đức nói không phải như vậy, mệt nhưng mà vui. Hiểu chưa? Mệt mà vui. Vui nó ngon lành hơn. Mệt nó là một kinh nghiệm. Vui nó là tự tại. Cái gì nó cũng phải có nhân có quả. Mình mệt xong rồi mình vui là quả. Nhân thì phải mệt, nhân để chăm bón, quả để mà vui là đúng rồi. Được không? Đó. Nên chúng ta mà đủ duyên á, 19 tháng 9 này là 3.000, nhưng mà 19 tháng 2 là 4.000. 4.000 là dừng nghe, không lên nữa. 19 tháng 2 là 4.000 là dừng đó. 4.000 là dừng, tại vì mình đã từng 4 ngày. Bây giờ nó đổi ngược lại thành 4.000. Là 4.000 là dừng. Dừng là không lên nữa. Hiểu không? Thấy không? Thử coi cái năng lực con người mình nó đi mức nào chị. Nè, vị thấy được không? Nó thật sự mà nói trong cái cuộc đời mình nó cũng phải làm cái gì đó. Hiểu không? Thí dụ giờ những đức nói rõ cho vị nghe cái việc những đức làm nè. Bây giờ trong cái cõi này không có cái gì mà nó tồn tại hoài cho quý vị đâu. Quý vị cứ lên đỉnh đi. Lên đỉnh rồi xuống núi. Cuộc đời này nên tính vậy đi cho nó khỏe. Mệt quá. Quý vị cứ suy nghĩ đi, cái môn nào cũng vậy chứ. Thà quý vị nó cứ lên đến đỉnh cao nhất đi, nó ngon hơn là nó cứ lừng chừng hoài. Cái trò nào mà nó lừng chừng là chán à. Vì công nhận không? Vì chơi với ai cũng lừng chừng là chán à. Đúng không?
Thà cái gì tiến cho tới đỉnh luôn, dù có khổ cỡ nào cũng thích. Hiểu không? Tôi là người vậy đó. Thật sự mà nói, cái môn nào tôi chơi cũng vậy, phải thật sự tới luôn á, chứ không bao giờ chịu lừng chừng. Thà lâu, thật sự mà nói, kêu tôi mà lâu dài mà để lừng chừng, không bao giờ. Tôi thà nhanh mà phải tới đỉnh. Hiểu chưa? Chứ ở đó mà lò mò hoài mệt chết. Hiểu không? Giảng cứ tự mình suy nghĩ. Suy nghĩ sao cũng được chứ nghe. Hiểu không? Dùng trí tuệ mà suy nghĩ nghe chưa? Hiểu không? Rồi sau này á, đến một ngày nào á, mình không có duyên đó nữa, thì tất cả chúng sanh bốn phương cũng biết hết rồi. Thầy lúc đó cứ nuôi người già thôi, rồi mỗi ngày hai bài giảng trên mạng thôi, rồi khắp nơi nơi người ta cũng ủng hộ mà để nuôi mấy bà già. Cuộc đời còn lại là như vậy, đúng không? Thờ chinh chiến cũng là vô cùng mãnh liệt rồi, đến lúc phải ẩn cư để giảng pháp cũng là xứng đáng rồi, đúng không? Tôi làm là như vậy đấy. Tôi nói thật lòng là như vậy đó. Nói với mấy anh em, nhiều anh em cũng nói sao mà dữ vậy thầy, làm chứ mà dữ dằn. Nhưng Đức nói còn thờ, kẻ biết thờ là trang tính kiệt anh em ơi, đúng không? Nên tôi luôn luôn chuẩn bị hết rồi. Tôi lên tới đỉnh núi xong tôi sẽ đi xuống núi à. Chứ tôi có không suy nghĩ gì cái chuyện tôi ở trên núi cao đó đâu. Trên núi cao quá khó lấy nước lên lắm, lương thực truyền lên cũng khó khăn. Hiểu không? Mà mình cũng thử một chuyến lên núi cao nhất coi, nhìn cảnh vật xung quanh như thế nào. Xong rồi cũng không chấp cảnh vật đó làm chi, xuống đất liền mà xong. Hiểu không? Đó, mình vẫn biết cái môn gì thì đến mức gì thì sau này cũng ít ai làm. Nhưng mà không ai làm mình làm mới được chứ, đặc sắc tại sao không làm? Hiểu không? Sau này hàng đệ tử mình hạ cấp xuống vài mắt là được rồi. Thầy mình làm đến mức gì nó hạ vài cấp là được rồi. Đó, nên những đức có cái nghĩ gì đó quý vị. Quý vị thấy được không? Hiểu không? À, trong cuộc đời quý vị sau này giảng sanh thì cực lạc, quý vị gặp Phật A Di Đà nói rằng là con á cũng từng ở cái pháp hội đó đó. Pháp hội từ 500 lại, 1000 lại, 1500 lại, 2000 lại, 3000 lại, 4000 lại. Đúng không? Con đã từng trong cái pháp hội đó. Nên những đức nói rằng quý vị ơi, chúng ta sống làm sao mà phải làm cái gì đó trong cái cuộc đời này, nhất là niệm niệm vì người và Phật pháp. Hiểu không? Còn chén cơm manh áo cho bản thân mình thì chuyện này khỏi cần suy nghĩ tới. Quý vị coi cơm quý vị chia cho bao nhiêu ngàn vạn người ăn, mà quý vị lo gì ba buổi cơm của quý vị? Người mà chỉ lo cho ba buổi cơm của mình thì thôi chứ quý vị tệ quá. Làm gì mà có chuyện kỳ cục ấy. Bây giờ chúng ta cơm chia cho bao nhiêu con người thì bản thân mình sẽ có ba buổi cơm đó. Khỏi cần quan tâm tới chuyện đó đi. Vì dặn đòn bao nhiêu người đi tu mà lo gì không có ba buổi cơm. Yên tâm đi, Phật không có bỏ quý vị đâu, đừng có lo. Thật sự luôn á, cuộc đời cảm giác này tự tại lắm quý vị. Cảm giác rất là tự tại. Nên những đức mong sao các anh em trong chùa, ông nghe tư tưởng mình mà để cuộc đời của ông sau này mấy ông cố gắng, không phải làm cái gì đó. Quý vị thấy không, những đức cũng là một vô danh tiểu tốt thôi. Vậy đó mà người ta lại làm được gì thì đó là sự cố gắng. Cố gắng nhưng gặp thờ. Còn nếu mình cố gắng mà không gặp thờ thì đừng cố gắng làm chi. Hiểu không? Đừng có cố gắng làm chi, cố gắng mà không gặp thờ thì vô ích lắm, vô nghĩa lắm. Dành thời gian tu vẫn là hay. Dành thời gian niệm Phật thì hay. Đó. Nó lay quay mình cũng 10 năm rồi. Xuống đây 10 năm chờ. Thấy không? Thấy là cuộc đời ý nghĩa ghê, đi tu. Nên những đức mong làm sao tất cả người đến chùa mình, những người mà xuất gia đến chùa mình gì, chúng ta cuộc đời ngắn ngủi lắm quý vị ơi. Ngắn ngủi lắm.
đi qua mau lắm, nên làm cái gì đó, còn không làm được cái gì hết thì niệm Phật đi, chính bản thân nhận đức. Chính bản thân nhận đức là nhờ cái niệm Phật này nè mà thành công. Dù quý vị tin không tin gì, nhưng mà pháp môn Tịnh Độ này Phật đã nói trong thời mạt pháp nó thù thắng à. Trong thời mạt pháp là pháp môn Tịnh Độ này thù thắng, nghe không? Nên á, mỗi người nên niệm Phật. Tính ra mấy năm nay những đức cũng kết duyên với người xuất gia đến chùa mình mấy năm xuyên suốt, đó là cũng nhân duyên. Quý vị về đây dù cỡ nào cũng nghe những đức nói vài câu về Tịnh Độ này thù thắng quá. Những đức nói 100% pháp môn Tịnh Độ là pháp môn đại thù thắng, pháp môn đặc biệt đó. Nó nhìn rõ ràng từ người ta làm nè, một con người gì đâu mà được gì. Nên bây giờ chúng ta thật giả gì, nhưng hãy tin nhân quả. Thật giả gì, hãy tin nhân quả. Nhớ nghe, chúng ta cỡ nào cũng vì người, thà mình không bận chiếc áo của Phật thì cỡ nào cũng cá nhân, còn khi mặc chiếc áo của Phật thì nó là công chúng nhìn ngò. Nhớ nghe. Nên chùa chúng ta từ hôm nay tất cả chương trình như mỗi tuần thứ bảy thôi, quý vị cứ về đây tu đi. Những đức bây giờ lo cho quá nhiều các cụ già, nên công việc phải lo nhiều. Nên chư tăng chư ni cứ về tu, những đức từ hôm nay không có kết duyên cúng dường nữa. Bắt đầu từ bữa nay trưa nay thì cứ cúng, nhưng mà bắt đầu từ mỗi tuần hôm nay, tại vì mình nuôi nhiều người già quá quý vị ơi, còn phải lo nhiều cái việc xây chùa chiền. Phật tử bỏ một chút đó gom để nuôi các cụ già. Nhà đức kết duyên bao nhiêu năm nay thì thôi, chúng ta hãy nhìn nhận Tịnh Độ này thù thắng. Đây là những lời ân tình rất chân thật, rất chân thật. Rồi lễ viếng Quan Âm đồ này kia cứ lỡ lại được thì lỡ, hoặc là lại tại chỗ mình, thầy Nhà đức cũng trực tiếp thôi. Từ hôm nay những đức không có quy trình này, và chùa chúng ta cũng không có quy trình này. Tất cả chương trình lễ không có chương trình này, không có chương trình cúng dường, thì chùa mình lo nhiều việc quá quý vị. Chương trình khiếm thị từ hôm nay chỉ có người khiếm thị và người nghèo. Không có dính người xuất gia vào, vì nó không phù hợp. Nhớ, không phù hợp. Nên mong quý vị hiểu dùm những đức, quá nhiều việc phải lo, lo nhiều quá. Mỗi người cá nhân cũng nên phụ những đức, tại vì những đức lo quá nhiều việc, nên người cá nhân phải cùng phụ những đức để làm cái việc ý nghĩa trong cuộc đời này. Bao nhiêu con người ta, mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi cảnh ta về đây, đa dạng con người. Có những người con cái bỏ rơi, có những ông cụ bà cụ nói rằng con tôi nó không nuôi tôi. Bao nhiêu trường hợp vậy bây giờ phải gánh, mà càng ngày càng đông thêm nữa. Không phải ít mà càng ngày càng đông thêm. Nên chùa Hòa Thượng mình xây suốt 80 mấy tuổi rồi còn ngồi coi công trình. Còn Hòa Thượng ổng la gầy những đức một chút vậy đó, nhưng mà những đức tồn tại. Chứ không có Hòa Thượng mình, người ta đâu có la gầy những đức đơn giản đâu. Hiểu chưa? Cha mẹ la con chứ đâu có giết con, nhưng người ta không cần la mà người ta giết mình. Nên từ nơi đó có khi mà mình trong lòng mình không vui, nhưng mà mình hãy suy nghĩ kỹ lại.
80 mấy tuổi rồi gì, để là cho ai đâu mà phải cực dữ à? Chưa nghỉ ngơi được, ngồi đổ bê tông đồ ngồi đó mà coi. Nên bản thân mình phải cố gắng. Con người những đức tuy vậy nhưng mà cái chữ chung chữ nghĩa đối với những đức nó cao lắm quý vị. Chung nghĩa. Con người mình mắc đi chung nghĩa sao làm người? Con người mà mình dễ phản bội thì không có làm người được quý vị ơi. Không có đắc dung thân. Con người mà không có nghĩa tình làm sao mà mình sống được trong cuộc đời này? Quý vị đến những đức cũng do chung nghĩa mà ra. Chứ nghĩ kỹ đi. Nhưng mà trong cái cuộc đời này hành đạo không đơn giản đâu quý vị à. Những đức nói thiệt, người tầm thường bình thường không có hành đạo được. Thật sự không đơn giản chút nào đâu. Đó, chung chung sự trở ngại khó khăn. Nhất là bây giờ lên vị trí cao của danh vọng. Nhất là lên vị trí cao của danh vọng là không đơn giản đâu quý vị à. À, nên con người mà bình thường thì ai cũng mong muốn mình vị trí cao của danh vọng. Nhưng lên vị trí cao của danh vọng quý vị mới thấy nó không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Nếu không khéo nó sẽ làm quý vị cực kỳ bất an khi trở về vị trí bình thường. Nên những đức lúc nào cũng nuôi cái tâm tu giải thoát, nó mới có được sự an lạc mà chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe. Phải nhớ điều này quan trọng. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện. Từ hôm nay mỗi buổi giảng đều có 12 lời đại nguyện để mà người sống phát nguyện, người chết của Quyền Thất Tổ mình hương linh thai nhi đều phát nguyện cầu sanh cực lạc, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ đi để mà cầu sanh cực lạc nha. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung liền qua con qua sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ,
Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Từ hôm nay mỗi buổi giảng chúng ta đều đọc 12 lời đại nguyện ha. Nhớ là trong dịp tháng 7, mỗi người nên siêng năng niệm Phật thêm nữa, làm thiện làm phước thêm, để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ người thân còn sống và tất cả những người chết dòng họ của mình mà chưa siêu thoát trong tam đồ ác đạo, đúng không? Rồi từ bây giờ cho tới ngày mà ngày 15 gầm được, những ngày mà xá tội vong nhắc, nhờ cái phước duyên này mà cho người ta được thoát luôn đi. Trong tháng 7 mà hồi hướng cho nó thoát luôn đi quý vị. Nó tháng 7 mà cái tháng mà nói là cô hồn, thì bây giờ mình chăng thật mình tu, mình hồi hướng cho người ta những cô hồn này sáng suốt, để mà nhờ cái công đức này giúp cho người ta thoát khỏi địa ngục luôn đi. Chăng thật mà cái đạo tràng tu này nè, nghe pháp đó, nó chấn động chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Người niệm Phật đồ, người tu nhiều vậy nè, nó rồi công đức phóng sanh cũng đi thực đồ, nó thù thắng chứ. Đó, nên quý vị nhiệt tình đi, nghĩ đến người thân mình mà trong tam đồ tội nghiệp họ lắm, nên siêng năng niệm thêm câu Phật hiệu. Đó là cái điều rất quan trọng. Rồi 3 ngày Vu Lan 17, 18, 19 ngay ngày lễ nghỉ, nhiệt tình đến tu 3 ngày. Tất cả trưởng đoàn nhiệt tình dẫn người ta đi tu, đưa lên chương trình đồ, bốc bốc đồ lên, thấy không? Thẳng ta đi tu để mà cùng cầu sanh cực lạc. Hãy chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy chúng ta tổ chức cộng tu, cái công đức chúng ta niệm Phật, nghe pháp, chúng ta phóng sanh cũng thiết thực, công đức này rất là lớn. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta có chỗ về đây nương tựa tu. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị thân tâm thường an lạc, phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em của chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức và chết trong dịp dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta cũng nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả những chư hương linh. Nguyện thần thức quý vị sáng suốt tỉnh táo, nương vào bổn nguyện niệm Phật. Đức Phật A Di Đà có lời nguyện, chỉ cần nghe danh hiệu A Di Đà Phật, nghe bổn nguyện mà nương vào bổn nguyện niệm Phật, thì nhất định Ngài sẽ tiếp dẫn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc, luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí như cung, nhất tiết Phật tự cầu, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cổng thành Phật đạo, như đặng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, thử thực biến thập phương nhất tiết ngũ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cổng thành Phật đạo,
như đăng cô hồn chung, ngã kim thí nhự cung, tự thực biến thập phương, nhất thiết hữu tình không. Nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiệt, ngà đặng dự hữu tình, giai cộng thành Phật đạo, như đăng cô hồn chung, ngã kim thí nhự cung, thử thực biến thập phương, nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiệt, ngà đặng dự cô hồn, giai cộng thành Phật đạo, án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà vả việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà vả việt nhật ra hồng, vả việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay sinh phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây phương cực lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, chúng ta mỗi người nghe được Phật Pháp đó, mình tập ăn chay rồi từ từ mình ăn chay trường luôn đi. À, nhiều người nói ăn chay sẽ thiếu chất dinh dưỡng, không thiếu chất đâu quý vị. Những đức thấy người trong chùa mình khỏe lắm. Và ăn chay cũng mập chứ không có ốm o gì đâu. Như những đức quý vị thấy đâu có ốm đâu. 75kg mà ốm gì. Nên từ nơi đó mà ăn chay rất là khỏe. Và mình khi phát tâm ăn chay trường đó, là mình dừng lại cái nghiệp sát sanh. Phật dạy tứ sanh phụ mẫu mà. Nên mình ăn chay trường là điều rất là quý. Nhiều người trong cái dịp tháng 7 này phát tâm ăn chay, sẵn cái đà ăn chay trường luôn. Thật sự mà nói, ban đầu giống mình ăn không quen chứ ăn giết rồi, nó phát tâm từ bi cái ăn chay trường luôn. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức phóng sanh này nè, hồi hướng cho tất cả những người mà phát tâm ăn chay trường, cho người ta ăn chay trường luôn được. Và những người mà sát sanh hại vật, tự nhiên phát tâm từ bi, không có sát sanh hại vật nữa. Tại vì nhiều người bệnh đau, ung thư bệnh này bệnh kia, từ cái nghiệp sát mà ra. Nên khi mình bị bệnh này bệnh nọ nhiều, nên phát tâm ăn chay trường. Giống con mình có những đứa bệnh đau,
mình nhìn thấy bệnh đau của nó mà có thể nó chết yểu không có gì đâu. Nhưng mà nếu nó ăn chay trường, nó niệm Phật, cái công đức phước duyên nó tăng lên, tuổi thọ kéo dài, sức khỏe tốt, thay đổi được số mệnh. Đây là việc rất là quan trọng. Nên chúng ta đọc Tam Quy Y xong mình thả chim: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ quan hỷ, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha.